Chắc hẳn ai cũng biết là thành phố Hồ Chí Minh là thành phố năng động nhất của đất nước Việt Nam chúng ta. Và mới đây thì thành phố này đã được tạp chí The Economist của Anh bình chọn là một trong 50 thành phố an toàn nhất. Có hơn 40 tiêu chí để bình chọn thành phố an toàn thuộc 4 nhóm chính là an ninh mạng, an ninh y tế, an toàn cơ sở hạ tầng và an toàn cá nhân. Tokyo và Singapore đứng đầu danh sách. Các thành phố của châu Âu, Australia, Canada và Mỹ lần lượt nằm trong top 10. Những thành phố nằm cuối bảng xếp hạng là Hồ Chí Minh, Việt Nam, xếp thứ 48, Tehran, Iran, xếp thứ 49 và Jakarta, Indonesia, xếp thứ 50. Theo tạp chí The Economist, sở dĩ những thành phố này nằm cuối cùng của top 50 vì vẫn có một số nhược điểm. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam cần hoàn thiện hơn chỉ số xếp hạng an toàn về chất lượng cơ sở hạ tầng, chất lượng đường giao thông, số người chết vì an toàn giao thông còn nhiều. Và Tehran của Iran xếp thứ 49 vì còn hạn chế ở chỉ số an ninh y tế, số giường bệnh và tuổi thọ trung bình. Dù vậy, đây là những thành phố thịnh vượng và phát triển kinh tế gắn liền với an toàn thành phố nên vẫn nằm trong top 50 này.